Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hữu, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Company of Heroes tiếp. Thì bữa nay thì đến với các bạn Tale of Valor này thì vẫn là cái map hôm qua mình chơi, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ có hai cái sự thay đổi các bạn ha. Thì cụ thể ở đây thì thứ nhất là mình sẽ thay đổi vị trí xuất phát của hai bên. Hôm qua thì quân đồng minh của mình xuất phát bên số 1, số 2, bữa nay thì mình sẽ xuất hiện bên này. Nói chung các bạn TFL nó hay hơn cái bản Company of Hero gốc á, là nó cho chúng ta thay đổi vị trí xuất phát điểm của hai bên. Và thứ hai á, là khi là bữa nay thì khi mình chơi quân Anh thì mình sẽ không dùng lực lượng pháo binh Hoàng gia Anh nữa, mà mình sẽ dùng lực lượng biệt kích Hoàng gia Anh. Thật ra mình tính gọi nó là không quân Hoàng gia Anh, nhưng mà mình tại vì nó thật sự cái lực lượng của nó là lực lượng lính nhảy dù. Tuy nhiên sau đó thì mình nhận ra là nói chung là gọi nó là commando thì nó là commando, phải gọi là biệt kích thì mới đúng. Và bữa nay thì mình sẽ đấu với lại lực lượng Panzer Elite ha, tức là lực lượng thiết giáp ưu tú của quân Đức á. Nói chung là nó không mạnh như cái lực lượng Watchermark, tại vì nó thiên hoàn toàn về công. Trong cái công của Watchermark thì nó cái lực lượng nó tương đối là cân bằng. Thì nói chung là mỗi lực lượng thì nó có cái hay riêng của nó thôi. Và ngoài ra thì do là hôm nay chúng ta đã rút được nhiều kinh nghiệm rồi, cho nên là mình sẽ nói sao ta, mình sẽ không mua cái xe chiến đấu của quân Anh nữa, tại nó bèo quá. Ngay khi nâng cấp lên rồi thì nó chiến đấu cũng không bằng một cái khẩu súng máy, nó cái độ bền nó cũng không được cao. Biệt kích Hoàng gia Anh nó có cái chiêu này khá là hay nè. Chiêu này các bạn có thể gọi là chiêu nghe lén hay chiêu tình báo cũng được. Đối phương mà có những cái hoạt động nâng cấp gì là các bạn biết hết. Nói chung là nó hỗ trợ cho các bạn nắm thông tin của đối phương khi mà chúng ta chưa có quan sát được đối phương. Ngoài ra nó còn có cái này nữa, là cái máy này chúng ta đặt tối đa được 3 cái thì nó sẽ tạo ra trong một cái tam giác. Trong cái tam giác đó có gì xảy ra là chúng ta biết hết, dạng như nó cho chúng ta mở map á. Nhưng mà nhìn chung thì mình không thấy là mình cần cái đó, cho nên là thôi nhá. Rồi, ok. Đội này thì đi lên đây. Mình nhận ra một điều nữa là hình như cái đội súng brand đó nó mới đặt được cái lô cốt, cái đội súng đó nó mới đào được hào hay sao á. Còn mấy cái đội lính kia là không được nha các bạn. Mấy cái đội lính thường á là nó chỉ nó đối với đội súng nhắm này nè, là nó không có đặt được cái đào được cái hào kia. Công binh thì mặc định là đào được rồi. Mấy cái sapper ấy. Lưu ý là phe Panzer Elite thì nó dùng mấy chiếc mô tô thay vì để coi nào. Chào mấy ông này nhanh chân quá ta. Rồi vậy thì mình chạy anh đây vậy. Cái đề phòng nó đánh đủ đường hết trơn á các bạn. Rồi ưu tiên cho mấy ông này đi. Rồi xong. Quân Anh thì mình nó được cái này hay nè, cho nên là mình sẽ đi xuống đây mình kiếm cái cồn luôn, đảm bảo đạn dược. Xăng dầu thì bữa giờ mình để ý là quân Anh nó không có dùng xăng dầu nhiều lắm các bạn, đa phần là nó dùng cái đạn là chủ yếu thôi. Quân Mỹ nó mới xài xăng dầu nhiều, tại quân Anh nếu mà chúng ta không có ý định dùng xe tăng á thì chỉ có mỗi con sợ ra cũng chỉ có mỗi con Sherman là nó tốn nhiều xăng dầu, hay mấy con kia nó không tốn lắm. Có tốn thì nó tốn mức độ hạn chế nào đó, thành ra là cũng tương đối ok các bạn. Rồi mình sẽ để cái này nó tương đối nó lui lại chút xíu ha. Bây giờ là mình không có nhu cầu bắn tới tận bên kia, mà mình sẽ chủ yếu là bắn ở trong một cự ly ngắn thôi. Chà, quân Mỹ nó tản ra lẹo, tại lính nó bị chậm. Rồi lần này để mình mua thêm một ông trung úy nữa rồi mình mới mua cái xe kia. Rồi đây. À chưa đủ xăng. Rồi cũng không sao. Mình nghĩ là mình sẽ phải cần phải bảo vệ cái trụ này đây, thành ra là sẽ thêm một cái ụ súng máy ở đây nhỉ. Đây. Chứ là giờ mình phải đặt súng máy khá là nhiều. Shut your gobs and listen. Không đặt súng máy chịu không nổi đâu các bạn. Đây, giờ ở đây thì mình nghĩ là chắc là phải tới hai cái này mới chịu nổi. Một cái nó bắn không kịp các bạn. It's not gonna build itself, chaps. Nếu mà các bạn chơi kỹ sư cái này nó sẽ bền hơn, tại nó có cái khả năng gia cố nữa. Rồi đây, mỗi đội quân phải có một ông trung úy thì nó mới chiến đấu được, còn thôi nó chiến đấu tào lao lắm các bạn. Lính Anh nó yếu ở chỗ này. Rồi xong. Chạy lui về đi. Mình cần tập kết lực lượng lại đó. Oi, listen up gents. Mình nghĩ là công binh của mình sẽ bố trí ở đây, mình chiếm cái điểm này luôn, đảm bảo có đủ đạn dược cho lính mình dùng. Đây tình báo đây. Rồi. Và đương nhiên là cần thêm một ít của thằng kia nó chạy đâu rồi. À đây.
Nó còn sửa cầu nữa thì pha này hơi dở mà thôi kệ nó. Đây, để lên đây kiếm lại điểm đó các bạn. Một đội một quên một đội lên chiếm thôi, một đội phải để ở đây đặt đặt cối chứ. Chưa có pháo thì phải có cối để nó bắn hỗ trợ mình tí không chết đấy. Đây 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 vô nhà lẹ mấy ông. Cái này nó phải đổ tỉa luôn nha, nó cầm cái súng trường tự động và nó bắn kim thôi chứ nó không có khả năng bắn. Xong tạm thời trong đó thì tại mình chưa có đủ lực lượng. Đấu với lượng ba elite thì nó đỡ lì hơn nhưng mà có một điều là nó rất là nhanh nha các bạn, các bạn hết sức cẩn thận với nó. Đây. Đó bắn AK nó liền mấy cái đội lính của nó ít xe là tài dễ xuống nó dễ nó có nhưng mà cũng không phải là dễ lắm đâu nha. Cái điểm này là điểm mấu chốt của khu này nè, tại vì nó mà mất cái điểm này là nó chặn cái chỗ này luôn. Chơi quân anh phải để ý khá là nhiều. Rồi, xong. Ok, tốt. Chỗ chính diện thì phải để pháo rồi, cho nên là mình sẽ đặt một cái ụ súng máy ở bên này đi, mình bảo vệ cái điểm này luôn. Rồi, từ từ để thằng kia lên, đã mới xuống được hai thằng hỗ trợ xây thì nó sẽ lẹ hơn. Mới đầu nó chưa mua xe không gì được đâu. Mặc dù xe nó tương đối rẻ nhưng mà tại xe mới đầu nó dởm lắm, mấy cái xe đời sau nó mới ngon. Nó có 4 nhà thôi các bạn, nó không có công trình phòng thủ gì hết trơn. Này nó còn chưa lên tới, nó quân anh nó dở này nè, nhà của nó lên khá là lâu. Rồi mấy thằng này đang có tới hai ông trung quý dễ rồi. Ê ê đừng có vô nhà, trời ơi, xây dựng ai kêu mấy ông vô nhà. Rồi đây, hãy ra chỉ huy quân đội. Rồi tốt. Có bên này chúng ta không dùng pháo binh thì cái tối thì nó không hỗ trợ được nhiều nha các bạn. Hồi đó nó xây được nhà đó, đúng là nó update lên rồi đó các bạn. Này tôi nói cặn đấy. Ông này vẫn chưa hỗ trợ được đạo quân nào á. Rồi đây. Rồi xong, mình sẽ hỗ trợ bên cánh này. Chúng ta nên lui lại hỗ trợ bắn các bạn, chứ không nên để sát quá, nó hơi khó dùng. Đây. Là hình có bắn kéo đi, tại lát nữa cho mấy thằng công binh nó xây ở khúc giữa này nè. Mấy thằng công binh này nó hơi mắc, sắp mấy thằng sapper này tốn tới 320 là nó là chuyên gia xây dựng mấy công trình phòng thủ hạng nặng. Còn mấy thằng này là dạng phòng thủ, công trình phòng thủ hạng nhẹ thôi. Ở ra nó gọi là defense nhưng mà defense này nó bèo hơn. Hồi nó nâng được Banzerchen lên rồi các bạn. Nó chuẩn bị nó mua được lính bắn Banzerchen rồi đó. Chứ là đánh thằng này các bạn nãy giờ thấy nhẹ hơn đúng không? Mà lát nữa các bạn sẽ biết mùi. Nó chưa gọi được xe thôi, nó vẫn còn đang dùng lính, tại đa phần là mình đang kiểm soát được mấy cái điểm mà cho nhiên liệu. Như là quân mình đang lấn qua nữa, nhưng mà cái đó chưa chắc là chưa không kéo dài được lâu đâu. Rồi đây, mua một hàng này đi. Rồi ok, đây là lực lượng pháo binh nè. Rồi đồng đội mà nó lấn qua thì mình sẽ lấn qua bên này luôn. Đi cùng với đồng đội chứ mình đi không nổi đâu, tại chỗ này mình bố trí phòng thủ là dù nó đánh vô đây. Watch for smoke. Ở đây là chỉ có nhà của nó thôi, không có lính bên trong thì không cần phải dội pháo. Pháo của quân Anh thì nó rẻ hơn nhưng mà nó bắn tương đối ít hơn các bạn. Nó có 125 thôi, còn của Mỹ là tới một bản này thì nó giữ lại còn có 110 thôi, nó không phải là nó đẩy lên nó đẩy lên khoảng nhiêu ta? À đây. Nó đẩy lên 200 nữa. À, đi xuống đây nhanh. Ok, mình đang cắt được cái lực lượng của nó rồi. Ok, là một đội giữ ở đây, một đội chiếm cái điểm này nhanh. Rồi thấy nhà của nó rồi, hay. Quân Anh nó có cái này hay là nó thả khói ra. Ở đầu đó mình mới dội pháo. Nó mở rộng cái tầm nhìn của nó ra, nó rất là đỡ cho mình. Rồi đây. Pháo thì tương đối bắn xa hơn nhưng mà cũng không nên để nó quá xa. Tại mấy thằng kia nó sẽ đứng ở một cái vị trí nhất định để mà nó bắn vô cái đội lực lượng này của mình. Giờ là chủ yếu là cho mấy ông này đi làm pháo thôi. Đặt pháo rồi đủ thứ. Rồi thằng bạn mình nó chiếm rồi thôi. Giờ lo đặt pháo đã, xe tăng từ từ mình gọi. Mình vẫn chưa sửa được cái lỗi là tại sao mình không kích hoạt được mấy cái đơn vị customize nha. Nhưng mà không sao, chúng ta chưa cần gấp những cái đơn vị đó làm gì cả.
Rồi xong. Lên đây cũng phải có một khẩu. Có điều là pháo quân anh thì nó hơi khó bố trí, chứ nó không dễ như là pháo của cái kia. Mà để ở đây thì cũng dễ bị nó bắn lắm. Tại vì chỗ này là về cơ bản ở dưới nó bắn được. Mình phải đặt lui lại một tí thì sao ấy. Rồi đây. Quay lại nhanh. Quân Anh thì nó chỉ đánh mạnh trong giao thông hào thôi, chứ còn mà ở ngoài nó đánh chả mạnh lắm đâu. Rồi. Về cơ bản thì mình cũng cần sớm gọi thêm một cái xe ra nữa. Nhưng mà muốn vậy phải gọi được ông đại úy ra, ông đại úy thì chứ tốn 300 các bạn, tốn hơi nhiều nhân sự. Ông này thì ông búp thủ nha các bạn, ông này mới búp công. Sao bắn tỉa chiếm điểm thằng xe đó là chơi chơi của quân đó luôn. Đấy sao lại bắn quân áp chế nó nhanh. Quân Anh nó có gì bắn áp chế thì khá là hay nè. Đó là nó hợp xuống rồi, xe nó tạo ra bắn được nữa. Quân Anh nó đánh luôn ba tư elite được, chứ nó đánh quân trên mát rồi nó đánh loạn. Rồi đây gọi pháo ngay. Enemy unit has been knocked down. Troops are taking major casualties out there. Rồi để xem nào, nó không có cái rào chống tăng như là quân Mỹ. Đây lên đây cài mình đi. Vậy cái thằng này tự nhiên nó dội tối vô đồng đội rồi. Trời ơi, thôi kệ cái đội bắn tỉa đó thì mình không tiếc. Ở đây hai ông đi theo này luôn. Vậy hình như không phải quân mình giỏi có mà là quân nó. À nó có xe có cơ động các bạn, mình không để ý. Rồi lôi quên mất, bữa này nó có cái xe có cơ động. Chỗ này đường hẹp thì tha hồ mà cài mìn. Quân Anh nó hay có cái chiêu này lắm, mà ta ấy là quân Đức nó quân Tân Cương hay có cái chiêu này lắm, chúng ta phải chờ. Cái giỏi cối của nó rất nguy hiểm. Reinforcements getting out, stand by. Rồi gọi em ông này ra. Enemy unit destroyed. Rồi lui. Bắn lại đâu. Ngu. Lấn bên này không có bắn, lấn bên này cũng không có bắn luôn, mình tính mình bắn hai góc rồi. Germans are seizing territory. Là mình chỉ có giáp Nga đó thôi chứ mình đâu có dội pháo được. Listen up, you sorry lot. Contact report. Enemy vehicle has been knocked down. Giờ mình chỉ dội cối của không tới nữa. Nó đang bắt đầu phản công, nó gọi được mấy cái lực lượng của nó ra rồi á. Lực lượng này của mình thì chả là gì so với lực lượng của nó đâu. Rồi để coi nào, mình gọi lượng mình ra bảo vệ vị trí này. Rồi khoan. Rồi ok, xuống đây với mấy ông này đi. Rồi tạm thời có gì cần phải sửa ở đây không? Chưa phải không? Ở đây mà cái này phải sửa này lên lẹ. German target has been destroyed. Có nhiều lắm, giọt. Lên được, tưởng cái đồng đội lên chết. Cái đồng đô của mình rồi. Chưa đủ sức chơi nó. Đây phải đánh sập mấy nhà này hết, không cho nó có chỗ cứu quân, nó có chỗ cứu quân là mình chết. Ôi nó lạc bắn rồi. Sao để mình về cho tăng quá được lên. Vậy bắn mới chụp được, nó đang ở cái đường tối, pháo mình bắn nó sẽ đi lại. Đây đúng rồi, để lui về là để xây mấy cái cối này để bắn lại nó mới được. Đây mình bố trí lực lượng phòng thủ đã.
đúng rồi, xuống đi, xuống đi. Vừa là mình chủ là để lấy mua nó đi cái điểm thôi chứ không cần những cái kia. Đây. Ngon. Tụi băng giới elite là lính của nó, tất cả đơn vị lính của nó đều hành hành sửa nha các bạn. Rồi nó luôn rồi thôi. Trời. Công nhận nó lì các bạn. Tới mức đó mà nó vẫn còn ráng, nó thù, nó đứng, nó chơi là hơi bị ngon đấy. Rồi đây mình phải đặt một phổ pháo ở đây nữa. Hồi nó lấn qua là chịu luôn đấy. Rồi. Nó dùng cái gói nó lấn kinh quá. Enemy unit destroyed. Rồi đây nó vô trận đấy hôm nay nó tôi nói nhẹ hơn trận qua chứ. German forces are trying to take như là nó đang bắn mình. German forces are trying to overrun one of our sectors. Vậy thì phải đóng ở trên này rồi. Lên đây. Hoặc là mình đóng ở vị trí này, mà vị trí này thì chật quá. Rồi thôi cũng được đi. Trời ơi. Xe quá, đóng sai tí cái này không kịp, xe nó nặng quá. Rồi thôi cũng được ở đây đi. Rồi đây lên đi, lên sửa ngay. Ủa nó đứng ở ngoài này. Con này của nó lì quá. Rồi bắt đầu mấy con này nó lên rồi, mấy cái thằng này nó lại không nâng cấp gì lượng qua cho má. Thằng nào bắn được địch thì thằng đó mới lên cấp nha. Nó lên tông nó mới hai đường lên cấp luôn đó các bạn. Thằng đó là hơi bị ghê đấy. Rồi quay cái súng qua đây xíu. German target. À, nó toàn xe không mà mình không có dội pháo được. À đây reinforcements getting out. Stand by. Mấy chết mồi mình mất ông hết mấy ông trung quý rồi, mấy ông chạy không kịp. Còn có ông đại quý này thôi. À đại quý đang đi chung tụi này rồi. À, cũng trả qua. Đây kiếm điểm lại, tại vì mấy thằng nó sửa rồi. Mình không có nâng cái kia, giờ mình tự để dành từ nguyên cái đó. Không dễ vậy đâu. Họ bắn tỉa không thì họ ma ai. Hay, pháo 17 bao của anh nó bắn chát lắm các bạn ạ. Con này nó chạy lẹ đấy. Mấy thằng đồng đội mình nó chưa lấn lên tới để mình bỏ pháo vào nhà nó. Gọi tạm ông trung quý ra đi. Contact reports show the German vehicle was knocked out in that last skirmish. Cái đường pháo của anh nó bố trí nó hơi tốn chỗ rồi, cái đó là điểm yếu của nó. Đây xuống đây sửa lại. Cố lên, giành lại điểm đã. Pháo mình đang bắn khá là nhiều nhưng mà nó là chơi mình khá là ác. We've registered. Smoke guns inbound. Rồi đây. 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 Đây, muốn gọi xe tăng ra thì phải từ từ. À, nó phải có tăng anh nó dở cái này, nó phải có con tăng chỉ huy á, nó mới dùng tốt được. Đây, phòng tuyến của mình là coi như ổn rồi đó. Nãy giờ là mình bố trí phòng tuyến là khá là ok. Pháo quân Anh nó hồi cũng lẹ pháo quân Mỹ rồi. Cái như là nó khi mà hỗ trợ ra từ những lực lượng hỗ trợ nó rất là mạnh. Mà đó là những đơn vị khác nó khá là yếu.
này được cái xây nhà nó khá là rẻ. Cái trời ơi, nó vừa vong cái nó đi luôn, chưa kịp bỏ pháo nữa. Trời, bạn mình nó bắn liều, bắn liều vô luôn hết trời. À, mấy thằng kia của mình chết cho lúc kiếm điểm rồi, mình chịu thôi, biết sao vậy. Nó đang chơi mình, nó đến nó dùng pháo nó bắn thật xa. đừng giỡn trò đó với anh. Pháo mình bắn chuẩn lắm các bạn. Có điều là giáp nó dày một quả chưa phê thôi. Listen up, marching orders, sappers on the move. Ready that be it, mate. Mình không có dùng cái con này tại vì nãy giờ mình chưa thấy nó có máy bay. Con này nó bắn dưới đất hơi dở mà nó bắn trên cao cao mới giỏi, cho nên là nãy giờ mình không dùng tại vậy. À rồi, đóng vậy. Tăng yếu. Đây quốc này. Trời, ông đại quý đi cầm cái súng ngắn mà ông liều dễ sợ luôn. Rồi ngon. Đây tăng cái tầm nhìn lên. Nó đang kẹt rồi các bạn. Đúng rồi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, tôi hỗ trợ cho. Tại thằng này đang chuẩn bị xây dựng những gì được phải không? Rồi đây, gọi con này ra. Rồi mình gọi mấy con Firefly ra chơi nó mới thấm. Đó, phải xây dựng được. Mà về cơ bản là mình vẫn có thể sử dụng lực lượng pháo binh nha, chỉ có điều là nó không có hỗ trợ thôi. Ông đại úy còn sống không? Rồi ok, ông đại úy và ông trung úy đều đi chung với đội này hết. Hay là... nó quất ghê quá, bật đạn xịn lên. Biết này là tội mình xảy ra mà. Không sao, đường này hẹp, nó khó lấn lắm. Đây, bỏ pháo ngay đây luôn. Đúng lý vô rồi bộ mà giờ phải chặn đây chứ đã nó lên quá. Jelly's hitting one of our forward sectors. Tại pháo binh mình là không có hỗ trợ. German forces are trying to overrun one of our sectors. Secured sector under attack. Đây, bật cái đạn này lên cho nó biết tay. Enemy unit. Tao mình cũng cho cái đạn xe này nó khá nguy hiểm. Nó không có nâng cấp cho lực lượng Watchmen nhưng mà có gì thằng này nó có gì để lẻ các bạn, chạy lẻ lắm. Tôi lại mua phiếu mua nó rẻ hơn. German forces are trying to overrun one of our sectors. Gãy nào. Rồi xong. Đừng. Bạn mình cũng đang sâu nhiều đâu các bạn. Rồi đây, mua ba con này ra đủ xài rồi. Nó gọi cho mấy con này ra, con này đang ghép làm gì? Been knocked out. Ra phải có một con này ở đây nó hỗ trợ, nó bắn quân chạy dướng cái rào này nữa, nó mới tàu lao chứ. Cái gì đây? Rồi đồng đội mình nó đã chơi rồi, mình không chịu kém được, giờ phải pháo ngay. Coi nào cái rào này để đây vô nhiên quá là không đặt pháo được. Chắc phải kêu xe tăng lên cán mấy phát thì nó mới chịu quá. Đây, lên ủi mấy phát đi rồi, từ để mình đặt pháo đã.
Đây, sửa cái này đi. Nó đang giảm chế rồi, tốc độ mình đánh khá ngon đấy. Bữa nay mình đánh thấy tương đối nhẹ hơn chút. Tốc độ mình làm việc tốt rồi mà mình đỡ cực. Nó chiếm cái chỗ này rồi, ok cũng được. Cũng có 3 điểm thôi thì tương đương với một khẩu pháo. Một khẩu này nó to mà nó không sợ bắn tỉa các bạn. Còn mấy khẩu kia nó lại sợ bắn tỉa. Cái điểm yếu của nó là chỗ đó. Mình chưa đưa quân mình qua thôi, mấy con này nó chống tăng mới ghê. Rồi đây. Rồi xong, từ. Này ở đây. Nó như là tăng quân Anh nó phải có chiếc chỉ huy này đi theo rồi nó mới phát huy tối đa sức mạnh. Quân Anh nó cái đặc điểm đó là vậy. Lúc nào cũng phải có một cái gì đó chỉ huy đi theo thì nó mới là phát huy tối đa sức mạnh. Còn hơn nó tác chiến được tàu lao. Rồi xong. Đây tăng này lên. Nó chỉ đi theo một chiếc thôi nhưng mà về cơ bản thì đỡ mất con điều khiển. Wow. Bắn cái kiểu này hơi phí đạn, tại sao quá nó không có tập trung đạn được, nó lạ. Nó tản đạn ra quá. Rồi xong. Sửa chữa chứ chỗ này nó hư hoài luôn ông nội ơi. Đây xong một chiếc nữa đi rồi tính. Hôm nay mình chưa xài cái đường lệnh combo ấy, nhưng mà thôi chắc cũng không cần đâu. Mà công nhận không tiếng mình chắc nãy giờ nó đánh qua không được. Rồi xong. Giờ phần còn lại để cho cái khẩu pháo nó làm việc. À nó cũng bao hết lực lượng bên kia rồi, chỉ có cái đường nó đúng là căn cứ thôi, căn cứ kia thì không được. Mà không sao, mình cũng không quan tâm gì đó. Ê, không được, được. Nó chơi nát cái mình đấy. Muốn phải có một cái pháo này chĩa qua bên kia để bắn đã. Rồi. Rồi, mình xe tăng mình cho nó tập kết ở đây đi. Để coi là con này chưa có cái tính năng cái gì ta. À, chắc tăng cái tầm nhìn thôi, thảo nào nó cũng không tốn nhiều năng nguyên lắm cho nó cấp. Chỉ qua bên kia là xong luôn. Cơ giới mà đụng phải cái hệ thống phòng thủ của mình là dở rồi. Đây. Tăng tập lên tên nhà đủ rồi. Bắn mà rung nó sẽ tăng luôn rồi biết rồi. Nó bắn cực lắm các bạn. Đây mấy con pipeline của mình lên rồi. Nó mệt. Đây, cần bao hết đâu, kè là cũng ngon lắm rồi các bạn. Có gì nó quay qua hỗ trợ bên này cũng được. Để dành đạn lát mình dập trên này nè. Chỗ đó pháo mình bắn không tới. Quân Anh đúng là toàn chơi xây nhà đặt súng không. Pháo thì không được, nó bắn ngược nó xuống được, hay. Nhưng mà chỉ mình bắn cái này không. Giờ nó mới nâng cấp được mát hết rồi. Ôi giời, cái gì vậy? Hình như cá nhập mìn nè các bạn ơi. Ý trời ơi, mới không hiểu nữa. Mình thấy con này của nó ghê lắm. German target has been destroyed. Tiêu bà nó rồi, xe tăng của tôi rồi. Bà coi đứng ở đây. Gọi một con tăng khác qua nha. Đúng là mình là chỉ có thể chơi hỗ trợ thôi các bạn. Rồi, con này lấy nó làm khỏa điểm thôi chứ biết sao vậy. Đây, tăng cũng tăng. Đây. Bắn đi anh em. Con tăng này của mình như nó không có năng cán luôn hay sao á các bạn. Thôi mình bố trí nó ở bên này rồi. Mình bố trí bên kia để bắn nhà nó. Nhưng mà giờ chắc không được rồi. Yeah.
nó lại không chạy được cái bà cái máy rồi. Rồi qua đây mặt nữa. Con này là hơi bị lèo luôn á. Rồi đây đúng kiểu bây giờ mới là lúc quân Anh tổ tài nè các bạn. Đây thả lính dồn ra. Quá. Nó bị một pha đột kích thất bại rồi, nó chưa kịp nhảy ra nó chết mất rồi. Một pha tiến công thất bại rồi. Rồi xong băng luôn. Con này lui về đây, nha. Lui lại chưa được. Vậy thì mình chỉ dùng hỏa lực ở đây mình áp chế đối phương thôi. Lại bắn vào nhà nó không cho nó mua tăng mua gì cả. Ồ, nó đánh lùi vào tấn công của mình các bạn. Hơi chủ quan rồi. Ta mua con pipeline khác qua. Lần tới đi phải đi phụ người ta. Chứ nghĩ là nó đi hành quân trên này thì không sao nè, ngồi bị nó đánh chặn thôi. Gundam đây là hỏng súng máy với các bạn. Bên này nó có cái vị hỏng súng máy ở bên kia, nó không có cái hồi bản gốc, nó không có. Nó chỉ có dụ như cái xe đó mà nâng cấp của hàng lính á, thì nó sẽ bị nó ghi là Gunner Killer. Còn này là nó hỏng súng luôn, các bạn phải sửa mới được. Đây, để nó vị trí này. Đây mình hỗ trợ đồng đội bên này vậy. Gun ready. Cái này nó hồi lâu quá tại không có chơi pháo binh. Cái súng kia của nó thôi. Con tăng này của mình là dạng con tăng phải tiến xa không được đứng gần. Nãy mình cho nó lên kiểu đi hành quân rồi không hỗ trợ không. Trời lắm hồi. We have noted. Watch for decoys. Đây, nó bắt đầu nó rung rồi. Đây. Contact report. German half track has been destroyed. Send your message. Tell us what you want. Upgrade set. Ok. Chúng ta sẽ bố trí lực lượng ở đây cái đã. Giờ mình đang bị chiếm là điểm khá nhiều, mình không có nhiều cái lực lượng dư nữa các bạn, mình hỗ trợ không à. Hồi đạn nhanh lên, cái con này nó hồi đạn chậm quá. Trời ơi, bắn đi đâu vậy ông ạ? Enemy unit has been knocked out. Trời ơi, nó bắn lệch cả thước luôn. Giờ lo đép nhà đâu dám lên nữa. Chắn sẽ tăng nữa. Cái này lên đây sửa xe lại chết bây giờ. Xuống đây các bạn. Clear the LZ. Thả ra để nó mua quân cho mình đấy. Thằng này nó không có thả lính ra sẵn nha. Pha nãy mình thả hơi liều cho nên là mới bị mất lính. Rồi đây mua mấy thằng commando rồi ra nào. Giác xuống máy rồi mà chơi. Áp chế nó rồi mới chơi tiếp được. Standing by.
lên. Có thằng đi theo cái bộ binh thôi các bạn. Sửa cái này đã. Thôi chết cả đám đấy. Rồi đây. Dễ cái súng ra. Nó gọi heavy machine gun này, nó cầm cái cây 303 Victor của anh các bạn. Tăng của anh hơi khó dùng. Cái trời nó gọi đứa con này ra luôn rồi hả? Nó gọi con này ra thì mình chơi lại pháo mình chơi mạnh nhưng mà lại là mình lại là tăng trung các bạn. Mình chơi đâu có mình chỉ đòn đâu có lại nữa. Ê, lên chết giờ chết giờ. Pháo mình bắn giỏi ra luôn, con này cô đức ghê lắm. Đây để mình gọi mấy thằng này đi theo hỗ trợ cho tăng nữa này. With Jerry claimed one of our tanks. NCOs are reporting they have destroyed a German target. Này nó bắn rồi. Giết luôn. Qua áp chế thôi. Rồi kiếm cái này đi rồi mới hồi lính rồi đó. Mấy thằng này nó hay cái là nó có cái chiêu chiêu ấn tiêu ta. Đây nó chiêu cái cài mìn đúng là commando luôn các bạn. Nó cũng có thể xây cái này luôn. Tiếc là cái thằng súng máy của nó thì lại không biết đi xuống chứ xuống trước được cái hào đó mà đặt súng máy thì ngon quá. À, không khóa cầu đâu cho đồng đội mình nó qua lại, bản thân mình qua không nghĩa mất công đi cái đánh vòng này nữa. Từ từ mình dùng bộ binh đi các bạn, mình đừng dùng lực lượng kia. Mấy thằng này không có hữu dụng đâu. Này mình cứ mình chơi đột kích thôi. Xe tăng thôi, khỏi xăng dầu cho biết cái này mình chuyển được xăng dầu qua cho mua Mỹ thì hay. Tại mình chả xài các bạn, chuyển qua cho nó mua tăng mới chơi. Mà mình nghĩ chắc xăng nhờ có mình xăng dầu nó cũng nhiều 46 luôn mà ít ỏi gì đâu. Target secured. We're done over here. Lực lượng cơ động của mình đây. Nhưng mà phải gọi thêm lực lượng này ra nữa các bạn. Quân Anh nó có chơi cái chiêu đột kích khá này. Rồi lần này thì ok. À hên quá không có hư nữa. Mấy thằng Sapper đi sửa đi. Rồi đây. Đi theo cái lực lượng này này. Mấy ông này đi theo lực lượng này chiến đấu, khỏi cần đi theo mấy thằng Sapper nữa các bạn. Mấy thằng đó nó giác được súng xịn nhưng mà nó cũng chiến đấu chả ngon. Rồi đây, lực lượng chính quy của mình tới rồi đây. Rồi đây, súng có hỏng xíu mà không sao. Rồi đặt súng máy ở đây đi, rồi tôi tính tiếp cho mấy ông. Đây, mình lấy pháo mình bắn áp chế nó các bạn. Rồi, lên. Đây, nhanh. Rồi, đây cho pháo rồi nó bắn. German target. Register. Smoke bombs in. Đúp vô nhà, đổ pháo liền. Đó mấy con nó sẽ rất là những con đồ của chúng nó cao hơn các bạn. Mình sẽ cho mấy thằng này đi kiếm điểm. Đây bắn đúng rồi, hai. Bắn tiếp. Hai thằng ba thằng thì hết rồi. Đây. Đây. Cứ bắn chết bỏ. Thôi nói thôi anh thôi chứ lui lui về đây các bạn, nguy hiểm. Rồi, ok. Thằng này nó hồi sắp xong rồi. Rồi đây mình sẽ lấn về, mình sẽ cô lập không để chiếm lại điểm các bạn.
the German target. Move your ass! Ba đã cho nó lui về đây luôn đi. Đứng đây dạng bắn thu hút thôi. 17 pound already. 80 gun ready. Đấy, anh em để tôi gửi pháo là nó chết. Alright, boys. Trời, giờ xa quá không bắn được. Dạ bắn dọa nó thôi. Clearing to them now. Reinforcements getting out. Stand by. Die. We'll have them back to full strength shortly. Rồi, ok, hay. Mà khoan đã, bây giờ thì mình nghĩ là tới lúc là mình phải lập một cái công sự ở đây. Lập công sự ở đây không phải đi chiến đấu, mà lập công sự ở đây là để cho mấy thằng, cho ông đại quý ông xuống đây thôi các bạn. Với là cho cái đội này xuống đây là nó bảo vệ cái điểm này của mình. Ví dụ như lát nữa mấy thằng này nó có gì á, nó chạy về đỡ. Rồi đây thêm một thằng nữa cho ngon. Rồi mấy thằng Sapper chỗ quân Anh đánh phải lấn lấn dần lên thành quân Anh đánh trận nhỏ rồi, nó không đánh trận lớn được rồi. Rồi đây. Đây giỏi lên. Khẩu pháo này của mình thì coi như vô dụng rồi, giờ nó chỉ có bắn vậy thôi, chứ không cho nó kiếm lại điểm. Súng máy của mình tiêu thôi, tại vì nó xong nhiệm vụ của nó rồi. Rồi đây, mày đi xuống chung với ông đại úy đi. Go ahead, moving inside. Group, use cover, lads. Rồi mấy thằng này, ông này đi chung với mấy thằng này. Rồi đây là đội 2. Rồi chuẩn bị bắn. Ông này thì tại chỗ này là căn cứ gốc của nó, mình không được đặt ở đây. Rồi đây mình lại chống cái pháo ở đây nữa. Lấn dần luôn. Ở đây coi như là nó không làm gì được rồi. Chơi với phe, đấu với phe này là phải có chiến thuật. Đây. Thằng này đồng bạn nó đột kích hay mình hỗ trợ hỏa lực nào, nhưng mà mình dùng chiến thuật tiến công hỏa lực mình lấn dần. Đánh đúng kiểu của anh luôn á. Rồi không sao, bắn. Tính mình cũng tăng, nhưng nó cũng là cái thằng cũng tăng thôi. Còn Hitler này cũng không nguy hiểm lắm đâu các bạn, phải lo. Quân Anh nó được phép tới có hai điểm vui là cái điểm thứ hai. Cái điểm vui còn lại là chúng ta có quý đó. Ở lúc này là cho nó chạy về cái này nè. Đó, cho nó chạy về đây nó hồi lính thôi. Quân Anh nó hay chính chỗ này. Rồi đây, mình dứt cái chỗ này. Dạ như mình dọn luôn mấy cái nhà này không cho lính nó vô nữa. Đây, anh bắn chỗ đó là tôi bắn chỗ này. Rồi, từ từ mình lại lấn lên, nó bốn là nó bắn cùng lúc thì con tăng nó coi như là chịu chết rồi. Đây, kiếm là chỗ này luôn, cô làm anh không cho hai con đứa mình tất cả, không có cái chết tối rồi. Nhưng mà vậy nó không còn tài nguyên luôn. Đây, à phải lấn vô thêm miếng nữa. Vô ngành các bạn thấy không, nó đi tới đâu căn cứ nó tới đó luôn rồi. Vừa chiếm mà còn vừa bắn được cái đạn này vô nữa thì nó đỉnh quá rồi. Rồi xong. Rồi xong, cứu tiêu nha. Rồi đây. Dội pháo vào nhà nó. Nó quân Anh là chiếc, nó là muốn sập cái nhà này rồi các bạn thấy không? Đó vậy thôi. Cho nó không còn điểm, nó không còn điểm nữa. Quân Anh là chiếc nó chơi cái kiểu này không ạ. Mình lắm giờ cái thề cái đó thôi. Rồi vậy. Có một ông trung quý đi là nó có sao rồi, ông trung quý này là ổng sẽ là cái đối tượng lên cấp. Ổng lên cấp thì ổng bút mạnh rồi. Bữa nay chơi con bộ đỡ mất thời gian hơn hôm qua các bạn. Có mấy thằng con đồ này, ở chơi con đồ có vẻ như chúng ta không cần mua xe tăng đâu. Mua nhà xe tăng đã chấn rồi chưa xuống mình. Tưởng là lợi hại lắm à. Đây. Thằng này nó trái má
con này của mình nó bắn. Rồi con Hedger. Cái này thì thử mình lợi hại hả con. Công nhận mấy thằng chống tăng của anh này nó bắn một quả hơn cả mấy thằng chống tăng của Mỹ á các bạn. Bazooka thì nó bắn thẳng, nó bắn công mà nó không có sợ gì hết. Nhiều khi là nó bắn đúng như nó bắn cái đường dọc nó bắn công các bạn không. Thành ra là nó trên cái vị trí hiểm trên cái phương tiện đó. Rồi ok. Đồng loạt bắn thế này không gọi đúng ra được, nó sửa nhẹ nó lại. Công nhận pha đột kích này hay các bạn. Rồi bữa nay tốn có 45 phút 10 giây thôi cũng được. Để coi coi nè. Mình thì lại được đánh giá cao cái mảng mua xe tăng hả trời. Mà chắc là nãy giờ mình spam con Firefly nhiều quá mà tại mình không biết xài nên không phát huy được tác dụng. Mình giết được có 62 thằng, mất 45 thằng, đồng đội mình được 104 nhưng mà mất tới 153, nó mất nhiều lính quá. Rồi ok, 166 trên 168, nó thì 191 trên 178, lần này nó thành công hơn mình. Nhưng mà tụi chung lại thì mình vẫn ăn nó về chỉ tiêu khác, nó chỉ giết được nhiều thôi các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình thì hơi thắc mắc có phải là mình phải chơi xong cái phần Tiger AC này nó mới cho mình xài cái này hay không. Tại rõ ràng là mình kích vô cái mình nhưng mà mình vô trận á là nó khóa. Thằng này thì nó đang khóa thì mình biết rồi, để mình thử coi bạn nào biết sửa cái lỗi này thì chỉ giúp mình với nhé. Rồi ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.